đầu ra chắc cùng đến với trận đấu tranh 3-4 của giải bóng đá khu phố Mai Động lần thứ 3 năm 2020. Chúc mừng các bạn là đồng niên 98 và các thủ 2000. 98 thì mang bộ trang phục áo đỏ, quần đỏ, sọc xanh. Còn xin lỗi, các thủ 98 mang bộ trang phục Argentina, xanh trắng và quần đen. Còn các thủ bên phía 2000 mang bộ trang phục đỏ xanh. 2000 đang cần một huy chương đồng, một tấm huy chương đồng để hoàn thành nhiệm vụ 3 mùa giải liên tiếp giành đủ 3 bộ huy chương vàng bạc đồng. Mùa giải lần đầu tiên thì các thủ 2000 đã lên ngôi vô địch. Mùa giải thứ hai cách đây 2 năm 2021 thì 2000 đã thua 9-3 trong trận chung kết và giành huy chương bạc. Và cách đây 1 ngày thì 2000 đã để thua chính các thủ 94 trong trận đấu bán kết 1. Và bây giờ họ phải tranh huy chương đồng. Một chiến thắng đồng nghĩa với việc 2000 sẽ tạo ra kỷ lục đầu tiên của giải đấu viên Mai Động, với việc 3 mùa liên tiếp họ giành đủ 3 bộ huy chương vàng bạc đồng. Vâng, và như vậy là tiếng còi thì đã vang lên. Tiếng còi của trận đấu thì đã vang lên trong một trận tranh 3-4 giải đấu đồng niên khu phố Mai Động. Một giải đấu có sự có mặt đến từ 18 đội bóng. Một con số thật sự là khổng lồ cho một giải đồng niên. Ngày hôm nay thì 98 họ ra sân, đội trưởng vẫn là Duy Mạnh đeo số 3. Các thủ Hữu Việt số 15, Văn Trường số 13, Duy Hải số 30, Đắc Nhiên số 6, Hữu Tuấn thủ thành đeo số 1 và Hữu Thắng số 18. Đội hình của các thủ 98 thì họ vẫn là một đội hình chỉ có khoảng 8-9 người bị đá bóng rồi. Bên ngoài sân họ có dự bị đến từ Văn Sang và Hữu Thao. Trận đấu mà 2000 được đánh giá cao hơn rất nhiều. Cao hơn rất nhiều. Nhại vang không ấy được em ơi. Mở gì anh? Mở thùng ra vậy. Mở thùng khóa thì còn. Vâng, đây em gọi nhá. Nhưng mà khóa thùng đây. Khóa thùng rồi. Thùng khóa rồi, còn nhiều bám lại. Nó xuống ca sĩ hát nữa. Vâng, bên phía 2000 ngày hôm nay thì họ ra sân với các thủ Đức Biên đeo số 5. Alo. Alo. Đây là mic. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trận tranh 3-4. Alo. Một trận tranh 3-4. Ngày hôm nay thì 98 vẫn giữ trang phục truyền thống Argentina.
đương kim vô địch của giải FIFA World Cup vừa diễn ra tại Qatar. Nhưng giấc mơ của 98 bây giờ không còn là huy chương vàng nữa mà phải là huy chương đồng. 2000 họ sẽ cần một chiến thắng để hoàn thành chỉ tiêu 3 bộ vàng bạc đồng ở 3 mùa giải gần nhất mà Đồng Liên Mai Động tổ chức. Mùa giải năm 2020 thì 2000 lên ngôi vô địch. Mùa giải 2021 thì họ để thua 9-3 chung kết giành huy chương bạc. Và ngày hôm nay là cơ hội để họ hoàn thành mục tiêu của mình. Vẫn những cái tên quen thuộc trong đội hình của 2000, trong đó có Đức Biên đeo số 5, các thủ Đắc Công số 9, Đăng Cường đội trưởng số 20, Hữu Quyền số 8, Văn Tâm 68, Hữu Liêm số 14, Xuân Kaka đeo số 34. Và thủ môn hôm nay của 2000 là ai đây? Đức Biên được lựa chọn trong khung gỗ sau một trận đấu bán kết bán độ thì Đức Biên đã bị đẩy về bắt gôn. Đội hình của 2000 là một đội hình rất dày. Họ còn có Thuận Hiếu, Văn Thìn, Luận, Popa bên ngoài sân nữa. Đặc biệt là Thuận Hiếu, Văn Thìn. Sau khi là các thủ Đồng Liên 2000 điều tra cho trận đấu bán kết thì Thuận Hiếu và Văn Thìn đã bị đẩy lên băng ghế dự bị. Có lẽ nhiều khán giả của Mai Động ngày hôm đó đã đắng ngần ngắt khi đi cửa 2000. Độ ngoài sân đá với 94 chấp một hòa. Và sau đó thì thua ngược 1-3. 1-0 vâng. Còn 98 thì họ để thua 1-3 trước các thủ 2K2. Một trận đấu mà 98 cũng đã đá hay, tạo ra không ít khó khăn, ghi bàn trước và thua 2-3. 98 thua 2-3 các thủ 2K2. Những phút cuối trận thì 98 đã có được cho mình một bàn rút ngắn cách biệt. Vừa nãy thì nhiều khán giả hỏi tôi là Mai Động kết quả thế nào tại giải Yên Phụ. Và người ta trao cúp rồi, bây giờ chị mới hỏi em là Mai Động đá thế nào ở giải Yên Phụ. Năm nay đơn vị tổ chức là Đồng Liên 99 đăng cai bóng đá. Đăng Cường vâng, bên ngoài sân thì sang 2K trao giải cho Biên Cường Nguyễn, Biên Cường Quyền, mỗi bàn 1 triệu, mỗi bàn thắng 1 triệu đồng. Cơ hội để cho Biên Cường Quyền tạo thêm quỹ cho đội viên 2K đây. Đến từ bạn Sang bên ngoài sân. Anh em cứ tưng bừng đi. Và tiền xong thì cũng chỉ biết nội bộ của 2K thôi chứ ai biết là ai trao thế nào đâu. Ba bạn, tức là vị thứ ba đây. Anh Sang anh muốn chào cho Biên Cường Quyền 3 người. Tức là mục tiêu của 2K là có được 3 bàn thắng ngày hôm nay. Phản công cho 98. Rất tốc độ, cơ hội. Phản dứt điểm ngay đến từ Duy Mạnh. Tình huống rất tốc độ
đến từ đội trưởng Duy Mạnh đến phía 98. Lựa chọn dứt điểm ngay. Rất may là trái bóng đã đi hơi cao với khung thành của thủ môn Đức Viên. Rất may cho hai cả. Phản công Văn Trường. 98 họ vẫn trung thành với một bộ khung rất nguy hiểm. Cơ hội dành cho 98. Quá nguy hiểm. Liên tiếp là những pha bóng ăn miếng trả miếng. Và một cầu thủ bên phía 2K đang bị đau. Ở ngoài vòng bảng thì hai đội bóng đã hòa nhau. Cả 98 2K cùng một bảng. Và tấn công tăng tốc và gặp quá nhiều vấn đề. Trận đấu đã bị delay khoảng gần một tiếng. Ngày hôm nay ta còn có thêm cả các ca sĩ đến từ Đà Nẵng, Sài Gòn, Huế về góp vui với dân làng Mai Động nữa. Có cả thêm một cô ca sĩ đến từ Từ Sơn nữa. Và như vậy là Văn Thìn sẽ được tung vào sân để thay thế cho Văn Quyển. Vâng, trao giải trên này, anh Sàng ấy giết người. Trao giải cho bạn ghi bàn 1 triệu một bàn và giờ bạn chấn thương ngay. Chưa kịp ghi bàn nào cả. Trao giải thế này thì khổ mỗi anh Quyền thôi. Chấn thương nặng rồi. Vẫn là 98. Rất cởi mở trận tranh 3-4. Cơ hội phản công Đăng Cường có thể dứt điểm. Vâng, bán độ tiếp chẳng. Liên tiếp là những cái tình huống lần qua lần quẩn. Hy vọng là đội viên 98 họ sẽ đá thực dụng hơn một tí. Vẫn biết là họ chỉ có một cái bộ khung 9 người đá trên cả các mặt sân, trong đó 7 người đá chính và 2 người dự bị bên ngoài. Nhưng không vì thế mà họ dễ bị đánh bại. Và cũng không phải là cái điều may mắn. Điều may mắn mà 98 có mặt ở vòng đấu bán kết này. Xin lỗi, vòng đấu tranh 3-4 này. Và hôm nay âm thanh sĩ Mai mang, xin nhắc lại, sẽ mang đến sân khấu của chúng ta, sân bóng của ta, ca sĩ đến từ Sài Gòn, từ Đà Nẵng, từ Huế, cả Huế và cả ca sĩ của Sơn Đông, Từ Sơn nữa, Đông Sơn, Từ Sơn. Cũng đáng tiếc cho đồng viên 99, nếu đồng viên 99 mà được chơi trận chung kết thì kiểu gì âm thanh sĩ Mai cũng tài trợ khoảng 5 triệu. Nhưng là thật sự là may cho âm thanh sĩ Mai, năm nay làm lại làm ăn lại ngon rồi đây. 99 bị loại ngay từ vòng bảng, đỡ bị treo giải gì cả. Mát đời. Bây giờ còn đang 99 còn đang dọa âm thanh sĩ Mai là cho nợ hết năm. Phản công cho 98. Duy Mạnh sút cây. Tình huống dứt điểm từ rất xa đến từ Duy Mạnh, một trong những cầu thủ đội trưởng thi đấu ổn định nhất trong màu áo của 98 ở cả giải đấu này. Thành công của các đội 98 dựa nhiều vào cái tên Duy Mạnh, bên cạnh đó là Duy Hải nữa. Phản công cho 2K. Một trận tranh 3-4 rất tốc độ. Hai bóng đều đang chơi ăn miếng trả miếng, lăn xả không ngần ngại va chạm. Chính nhắc lại là anh Sang ấy tài trợ bây giờ là trao giải cho Biên và Cường thôi. Quyền thì ra ngoài sân rồi, chấn thương nặng rồi.
Biên Cường, cháu của Biên Cường. Mỗi anh ghi bàn, mỗi bàn thắng 1 triệu đồng. Rất nguy hiểm. Trao cho bộ ba kiềng ba chân, bây giờ thì dính một chân thì đã ra bên ngoài. Nhưng mà chưa ai trao giải cho 98 cả. Các anh em 98 trao giải đi. Anh em 98 trao giải đi. 2000 nó đã nổ rồi thì mình phải nổ theo. Đồng đội 91 như ban tổ chức vậy, ra mời nước bình luận viên như thật. Anh em 91 tự tiện thật. Đây, xin lỗi anh em 99, là anh em 91 là về tạm 3 chai nước. 3 chữ A. Mỗi chai là 7.500 đồng. Tiếp tục là các đội 98. Vẫn là sút xa thôi. Chín chín đã tái sẵn Siêm Thành rồi. À, 95 vẫn nợ tiền âm thanh của Sĩ Mai. Phản công. Cơ hội dành cho 98, sút ngay. Đặc Nhiên vừa có một tình huống ra chân trái rất căng. Đặc Nhiên. Messi không vào. Vẫn là cái tên quen thuộc, Đắc Nhiên. Đi bóng như Di Maria, dứt điểm như Messi nhưng không vào. Phản công, cơ hội cho 2000. Đúng mà là một trận cầu cởi mở. Xin khẳng định với ban tổ chức và các khán giả là trận tranh 3-4 này còn hay hơn trận chung kết. Hay hơn ở nhiều cái. Các cầu thủ thi đấu với tinh thần thoải mái hơn. Đặc Nhiên vừa suýt chưa tạo ra một siêu phẩm, vượt qua 4 cầu thủ của 2K và tung ra một pha dứt điểm theo phong cách của Di Maria. Cái chân trái ảo diệu. Không ai treo giải cho Đặc Nhiên ghi bàn cả. Biên Cường ghi bàn. Đăng Cường cố lên. Và công anh Sang ấy treo giải thì cũng tương đối là dị. Anh Sang đồng niên 2000 trao giải tương đối dị. Tại sao dị? Vì hiện tại thì Đức Biên thì đang bắt gôn và anh trao giải Đức Biên ghi bàn. Ý là Đức Biên phải phản ứng nhà đây. Phản ứng nhà có tiền. Vâng, trao giải thủ môn ghi bàn. Cái hữu mất tiền là quá thấp. Không khác gì đánh đề cả. Duy Mạnh. Mất bóng nguy hiểm. Cơ hội cho 2K, trượt chân rồi. Chân trái. Đăng Cường vẫn không vào. Đúng là một trận cầu rất cởi mở và tưng bừng. Bây giờ có lẽ lấy được 1 triệu của anh Sang này thì có mỗi Đăng Cường ghi bàn thì ghi thôi. Đăng Cường đang có được 8 bàn thắng ở mùa giải này. Và dẫn đầu danh sách ghi bàn. Đánh đâu? Không vào. Và Đức Long thì đang kém Đăng Cường 1 bàn. Đức Long của 2K2 vẫn còn trận chung kết trước mặt nữa. Đó là hai cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu này. 7 bàn và 8 bàn. Tí nữa hiệp 2 bắt đầu được. Hết trận bắt đầu được. Bắt điện 2 giờ trên giá. Một trận tranh 3-4 rất cởi mở. Bóng liên tiếp được dồn về hai phía khung thành của hai thủ môn. Không còn là một sự thực dụng, một lối chơi phòng ngự phản công nữa. Ừ.
anh em đồng niên 99 thì chơi sang, mời bình luận viên ca sĩ toàn nước lọc mà mình uống toàn bò húc mới lại Sting rồi. Mời khách một kiểu mà mình đi uống một kiểu. Khách đến nhà thì mình chủ nhà uống toàn chi vát mà khách thì toàn rượu trắng 50 độ. Khó. Cơ hội thì vẫn đang chia đều cho hai bên, tỷ số tạm thời vẫn là không đều. Cơ hội mà 98 tạo ra và 2000 tạo ra là tương đương nhau. Đây là cơ hội dành cho 2K có thể thực hiện bằng chân trái và tiêu đi một cái gì đó quyết đoán hơn. Văn Thìn là người vừa tạo ra một tình huống thực hiện bằng chân trái. Nhưng mà các bạn cũng phải thông cảm cho anh em 99. Một chai sờ tinh, mua một chai sờ tinh chia làm 5 cốc rót vào, các bạn hiểu là kinh tế 99 năm nay thế nào đấy. Và còn ưu tiên người nào đi mua sờ tinh thì được ngồi ghế. Một chai sờ tinh chia làm 5 cốc. Cơ hội dành cho thủ 2K. Rất chủ động. 98 lại lùi sâu rồi. Trên hàng công thì 98 cắm một mình đặc biệt rồi. Đặc biệt cũng là có mình 4 bàn thắng ở giải đấu năm nay. Số lượng bàn thắng của 98 là không nhiều, nhưng họ cứ lầm lì và đi đến trận đấu bán kết. Và bây giờ là tranh 3-4. 98 họ cũng chỉ để thua ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, cách biệt một bàn duy nhất với số 2-3 ở trận bán kết trước 2K2. Điều tiếc nuối nhất đó là việc huấn luyện viên trưởng FC Mai Động Đình Đàm giã từ đồng niên 1987 và không thi đấu. Sau đó thì 87 bị loại. Gặp chính các thủ 2K2. Đây là cơ hội cho chiến thủ 98. Chắc chắn là con tình cũng phạm lỗi rồi. Mỗi khi mà phạm lỗi thì các thủ 99 lại hò reo áp lực với trọng tài. Tầm này các thủ 99 chỉ mong là cứ thêm cái thẻ vàng nào là được nửa két bia đó. Chiều ngày mai thì không biết là 99 đã mời hết bà con hay là các anh em đồng niên chưa. Chiều ngày mai họ có lịch là tổng kết giải đấu. Nghe nói là thuê cả ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng rất nguy hiểm. Thì thuê ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Lệ Quyên. Ca sĩ Lệ Quyên đến từ Campuchia. Đăng Cường, cơ hội phản công. Em để cái loa sắt vào sân ấy, không phải nhai cả. Bây giờ để sắt vào chỗ sân ấy, để kia sẽ vào hết toai người ta. Trận tranh 3-4 thì đã phải delay mất gần 1 tiếng. Ca sĩ Mai Loan thì đến sân lúc 1:30, Vinh Minh Hùng thì đến sân lúc 1:35. Đội tuyển 99 thì phối hợp khởi động để có lẽ đá giải anh tài tối ngày hôm nay từ lúc 1 giờ. Những âm thanh sĩ Mai thì 2:30 mới đến. Sút xa, người chạm bóng là Hữu Liêm. Vâng, Liêm Lukaku ghi bàn. Nhiên. Alo, mất điện rồi. Alo. Vâng, Nhiên Lukaku ghi bàn. Long Seoul sẽ tài trợ 1 triệu đồng. Đá phạt dành cho các thủ bên phía 2K. Trận tranh 3-4 vẫn cần một bàn thắng để phá vỡ đi cái thế trận cân bằng. Duy Mạnh. Vâng, kê chân rồi. 2K hôm nay chuyên nghiệp bất thường. Văn Tâm là người bị phạm lỗi bởi Duy Mạnh. Yeah.
Hôm nay là mùa giải, là trận đấu cuối cùng đầu năm rồi. Và bà con nhân dân của Mai Động sẽ phải đến sân để chuẩn bị sẵn những ghế ngồi tốt nhất cho mình. Trận chung kết sẽ là cuộc chạm trán của hai đại diện ưu tú nhất bóng đá Mai Động. Đồng niên 1994. Và ứng cử viên cho chức vô địch mùa giải năm nay 2K2. Những chú ngựa, những chú ngựa xích thố, những chú ngựa hoang dã vẫn chưa bị thuần hóa. Đội bóng duy nhất thuần hóa được 2K2 lại đồng niên 1999. Có lẽ đó sẽ là trận thắng để đời cho năm 2023 của 99 nếu như 2K2 vô địch. Rất nguy hiểm, không vào. Một pha đá biên thẳng vào vị trí của Đức Biển và xin chúc Đức Biển nhận 100.000 đồng đến từ Sang 2K. Một chút nữa thôi thì đúng như là ông Cai đồng niên 99 bảo gà đẻ trứng vàng. Lại tiếp tục đá biên. Bên ngoài sân thì số lượng ca sĩ về đến sân Mai Động tương đối đông rồi. Chân trái. Pha dứt điểm lên trời. Phạt góc. Quay theo tình huống phạt góc ấy Cường ơi. Và cuối cùng bàn thắng đến với 2000. Văn Tâm là người đã ghi bàn. Một pha bóng mà phòng ngự bên phía đồng niên 98 đứng chưa chơi chồng. Không có một ai theo kèm cả. Pha chạy chỗ rất thông minh đến từ Văn Tâm. 1-0 dành cho 2000. 2000 đang hoàn thành giấc mơ trọn bộ huy chương vàng bạc đồng sau 3 năm qua của họ. Sau khi ghi bàn, Văn Tâm ghi bàn thì cũng không cầu thủ nào của 2000 đến ăn mừng với anh cả. Hay là Văn Tâm đang có lỗi gì với cầu thủ 2K cho trận thua là trận bán kết. 2K dẫn trước. Đơn giản là đội bóng tận dụng cơ hội tốt hơn, xứng đáng dẫn trước mà thôi. Còn 98 và 2K đang có một trận cân bằng. Đánh đâu và 2-0. Bàn thắng thứ 9 của đội trưởng Đăng Cường, 1 triệu đồng đến từ xa 2K. 2-0 cho 2000. Một đường treo bóng rất xa, độ chuẩn xác tuyệt đối và Đăng Cường đội trưởng của 2000 tận dụng pha bóng quá tuyệt vời. 2-0. Bàn thắng thứ 9 của Đăng Cường và cũng không ai ăn mừng với Đăng Cường cả, cho dù anh băng đội trưởng. 2K đang muốn chứng minh thất bại ở trận bán kết chỉ là một tai nạn ở mùa giải này mà thôi. Tai nạn. Một tai nạn. Chín tám vỡ vụn nhanh như một bức tường, một bức tường xây bằng bùn đất. Bóng sống. Một cơn gió đã đi qua và bức tường đã bị thay đổi. Thay người bên phía 98, thay thủ môn. Ngay sau khi nhận thấy có dấu hiệu bán độ thì 98 thay thủ môn ngay. Hưu thao được tung vào sân.
và Hữu Tuấn được cho ra nghỉ. Hai bàn thua chóng vánh trong vòng chưa đến 2 phút của 98, ngay lập tức từ đội trưởng Duy Mạnh ra dấu, có dấu hiệu rồi, có mùi rồi, phải thay đổi ngay. Hiếu Liêm, 500 bàn đồng đang chờ đợi Hiếu Liêm. Nếu như Hiếu Liêm ghi bàn, âm thanh Sĩ Mai đang tài trợ cho 99, nếu ghi bàn ngày hôm nay 2 triệu đồng. Các ông 99, 2 phút bù giờ, và ngày hôm nay toàn số 2 rồi. Sĩ Mai tài trợ 2 triệu. Phản công cho 98. Hiệp 1, 2 phút bù giờ và 2.000 đang dẫn trước 2-0. Lại tiếp tục phản công, sút xa. Vâng, 3-0 rồi. Vâng, 3-0. Vâng, Hữu Liêm ghi bàn và phần ai tài trợ thì mang tiền đến đi ạ. Đã có ông Cai của 99 ngồi cạnh để ghi nhận tiền tài trợ rồi. 500 bàn đồng. 3-0 dành cho 2.000. Hữu Liêm ghi bàn. Vâng, bây giờ bên ngoài sân thì khán giả đang bảo là nếu như để Hữu Tuấn bắt thì không vào được quả đó. Mà cái gì giờ cũng trách được. Người đã sai rồi thì nói gì thì không ai tin cả. Tỷ số là 3-0. Một cách biệt mà không ai tin nổi. Mà thậm chí lúc đầu trận thì 98 có đá phải nhỉnh nhỉnh hơn 2.000. Một 98 vỡ vụn như là một bức tường bùn. Nhanh chóng như vậy. Phản công. Duy Mạnh. Và đúng này thì trọng tài hiệp Đào Hoa đã đổi còi kết thúc hiệp 1 trận tranh 3-4. 2.000 đang dẫn trước các đội 98 3-0. 3 bàn thắng đến với cao thủ 2.000 do công của Đăng Cường, Văn Tâm và Hữu Liêm. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút trước hiệp 2 của trận đấu này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca sĩ chưa đến từ Sài Gòn. Ca sĩ đến từ Từ Sơn trước đi ạ. Ta sẽ đến từ Sơn. Bạn xin chúng tôi đúng không ạ? Xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân đồng hành với nhóm này. Xin cảm ơn đồng niên 1976 1 triệu đồng, 1988 1 triệu đồng, Cầu Gỗ Tuấn Vân 1 triệu đồng, Tạ Hóa Thắng Yến 1 triệu đồng, Taxi Hà Luyến 500 triệu đồng, Cầu Gỗ Toàn Quỳnh 1 triệu đồng. Triệu đồng, và Nguyễn Ảo 500 ngàn đồng, máy được.
Còn ca sĩ không hát được để Bình Bình Hùng hát. Mic này không phải hát. Xin mời anh Đinh Đàm đến hát một bài cùng ca sĩ ạ. Xin mời Đinh Đàm. Đặc biệt là những các cổ động viên yêu dấu của những đội bóng trong buổi đấu của buổi chiều ngày hôm nay ạ. Chúc cho giải đấu của giải bóng đá các đồng niên khu phố Mai Động lần thứ 3 với đơn vị tổ chức ở đồng niên 1999 được thành công rực rỡ, một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Và thưa quý vị thân mến, với một bài hát lành hôm nào cũng không khí của chúng ta hơn nữa, bài hát được mang tên Một Đêm Say, trân trọng kính mời vị trưởng ban của thủ tướng đón nghe theo phần này.
bom. Một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, rất xin cảm ơn ca sĩ Mai Loan. Nghe cái tên đã hay rồi. Mà nghe hay mà hát không hay thì đuổi ngay về khỏi máy động. Chúng ta sẽ cùng đến quay trở lại với trận tranh ba tư rồi. Chúng ta gặp lại Mai Loan ở trong trận chung kết. Vẫn còn có 3 ca sĩ nữa. Một ca sĩ Sài Gòn, một ca sĩ Đà Nẵng, một ca sĩ đến từ một ca sĩ đến từ Huế. Huế. Vâng, ngày hôm nay thì sẽ có thêm một ca sĩ đến từ xóm trại của Mai Động. Các bạn cứ chờ đợi đi ạ, vẫn còn rất nhiều điều thú vị trong trận chung kết này. Anh em cũng cùng chờ đợi. Không biết là tại sao mà ca sĩ Mai Loan hát xong lại không ai vỗ tay cả. Xin mời hai đội bóng ta quay lại trận tranh 3-4. Vâng, nữ ca sĩ Mai Loan thì đang được âm thanh sĩ Mai mang về với sân Mai Động. Vẫn sẽ còn nữa, những ca sĩ khác nữa. Có thêm cả câu lạc bộ Zumba nữa. Chung kết thì rất nhiều. Vâng, quay trở lại với trận tranh 3-4 thôi. Mọi dấu ấn chiến thuật đã được chúng ta chứng kiến trong hiệp đấu đầu tiên. Khi mà 98 đã hay nhưng không may, còn 2K thì vừa hay lại vừa may, 3-0 cho các thủ 2000. Văn Tâm. Vâng. Anh Trương Văn Đạo sẽ ủng hộ cho Hữu Việt nếu như ghi bàn thắng là 1 triệu đồng. Vâng, 3 người đã ghi bàn thắng cho các thủ 2000 ở hiệp 1. Xin nhắc lại. Có Văn Tâm, Hiếu Cường và Hiếu Liêm. Chúng ta sẽ cùng trở lại với trận tranh 3-4, sau đó trận chung kết. Gặp lại đội Zumba. Chào đón ca sĩ Mai Loan đến với sân. Và một ca sĩ đến từ khu vực Quảng Ngãi, Đàm Vĩnh Hưng nữa. Một ca sĩ đến từ xóm trại. Và dứt điểm đến từ Đắc Nhiên. Không biết tại sao ca sĩ Mai Loan lại thích biết Bình Vinh Hùng, thích cái bài hát đó. Khi đôi môi em còn trên đời. Chúng ta sẽ cùng đến với trận tranh 3-4 thôi. Tập trung vào trận đấu này. Thời điểm mà 98 họ sẽ nghĩ từng bàn thắng để có thể tạo ra một cột mốc địa chấn. Đăng Cường đang tạm thời dẫn đầu lên trái kỳ bàn với 9 bàn thắng có được. Người đội trưởng của các thủ bên phía 2K. 2K đang muốn chứng minh cho toàn bộ khán giả Mai Đồng thấy những người đã đi cửa 2000 mà thua loạt trận bán kết. Là thua ở bán kết là một tai nạn rồi. Hôm nay anh em đã đập nhầm cửa nếu như chọn 98 rồi. Đăng Cường rất nhịp nhàng. Khi mà 98 dâng cao thì hàng phòng ngự của họ cũng là thời điểm lỗ hổng nên hàng phòng ngự của họ sẽ lộ rộng hơn, những khoảng trống xuất hiện nhiều hơn. Rất mạo hiểm. Vâng, các thủ 98 bây giờ thậm chí họ còn thăng hoa đến mức là chơi cầu mây. Đăng Cường. Bóng vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của các thủ 2K. 2000 vẫn chưa muốn dừng lại. Như vậy là trong hiệp 2 này thì Xuân KK
đang được bố trí đá hậu vệ cánh phải. Và Hữu Quyết đã được vào sân để thay cho Hữu Liêm bên phía 2000. Và xin nhắc lại là nếu như Hữu Việt ghi bàn thì anh Trương Văn Đạo sẽ tài trợ 1 triệu đồng. Phản công, cơ hội dành cho 98. Duy Mạnh vẫn đang là cầu thủ cần mẫn nhất bên phía 98. Không riêng như trận đấu này mà cả giải đấu này rất nhiệt. Phạm lỗi rồi, tình huống phạm lỗi từ phía sau. Trọng tài Tô Minh Hằng đã nhắc nhở. Và một khán giả giấu tên, một fan hâm mộ của Đăng Cường đây, sẽ tài trợ nếu Đăng Cường ghi bàn thắng tiếp theo 400 triệu đồng. Người ta đang chờ đợi vào con số 10 bàn thắng với Đăng Cường. Bây giờ anh đang có 9 bàn thắng. Tiếp tục có tiếng còi trọng tài Tô Minh Hằng đá phạt cho 98. Những tình huống san sẻ bàn bật không thành công. 98 đang gặp không ít khó khăn ở điểm này. Và thủ thành 98 cũng bắt đầu dâng cao. Có lẽ bóng sẽ được dồn cho Đăng Cường nhiều ở trong hiệp 2. Đến đợt tấn công của các thủ 2K. Đặc nhiên vẫn là những tình huống xoay sở bằng chân trái đến từ Nhiên Lukaku. Vẫn là 98 chủ động. Rất bình tĩnh, đặc nhiên cơ hội. Văn Trương. Thế này. Tình huống mà 2K đang lùi về rất sâu Văn Trương. Bóng vẫn trong sân. Đắc Công là cầu thủ vừa tạo ra một tình huống rất cốt. Các bạn có thể thấy là dáng của Đắc Công và Nhiên Lukaku thì giống nhau y đúc. Không khác gì cái khuôn cả. Đẩy sau. Đó là hai anh em ruột trong một gia đình.
2K ngày hôm nay rất chuyên nghiệp. Đá trận bán kết họ không kêu như thế nhiều. Đá trận tranh 3-4 dẫn 3-0 vẫn kêu nhiều. Còn kêu là còn chơi được. Phạt góc dành cho các thủ 2000. Tám cần phải quên đi cái tỷ số hiện tại. Hãy coi trận đấu đang là không đều đi. Coi! Chân trái! Không vào. Chín tám mà vẫn phải chơi vào một phản công. Còn người trên sân gò cũng chỉ có vậy thôi. Hình rất mỏng của 98. Hữu Tuấn thì đã rời sân và bây giờ bắt côn là Hữu Thao. Và bên ngoài sân thì chỉ có một cầu thủ dự bị duy nhất, đó là Văn Sang. Sang 286. Hai người bên V98, cầu thủ mất nhiều giấy mực nhất của ban tổ chức ở giải đấu này, Nghiêm Văn Sàng, Sàng Mai Phát Lộc vào sân và Hữu Thắng rời sân. Vâng, chúng ta sẽ chờ đợi xem là Nghiêm Văn Sàng có nhiều fan hâm mộ không. Ở ngoài sân thì anh trao giải cho người ta nhiều nhưng mà chưa chắc vào sân thì ai đã trao giải cho Nghiêm Văn Sàng. Hãy đánh dấu cột mốc phút thứ 39 của trận đấu khi mà Nghiêm Văn Sang vào sân. Phản dứt điểm hơi với Đăng Cường vẫn chưa có 400.000 đồng và bàn thắng thứ 10 cho mình ở giải đấu này. Khi mà khung thành đã bỏ trống cũng không cần thiết phải dứt điểm căng đến như vậy. Thời tiết thì đang có gió lớn và hy vọng là sẽ không mưa. Như vậy là trọng tài xác định đá biên sai luật. Quá nguy hiểm. Tình huống dứt điểm ở góc gần nhưng không thể làm khó được Hữu Thao. 98 đang chơi power play quá mạo hiểm. Trên đất 94 mặc vác theo cả trống ngày hôm nay. Có lẽ tiếng trống này sẽ át được cả tiếng âm thanh của Sĩ Mai ngày hôm nay đây. Mình có phải mang trống vào khu vực break room và bắt đầu gõ rồi. Âm thanh sẽ rất sôi động cho trận chung kết được chờ đợi. Tất nhiên, nhìn Lukaku coi sang 286.0. Sau khoảng 2 phút trên sân thì anh đã chạm bóng nhưng không để dứt điểm. Đăng Cường. Vẫn là Đăng Cường. Đăng Cường đang rất mong muốn có thêm bàn thắng. Các bạn có thể nhìn thấy cầu thủ Nghiêm Văn Sang rất dễ nhận ra bàn thắng thứ tư. Một pha dứt điểm không có một cơ hội nào cho Hữu Thao. Đắc Công là người ghi bàn. 4 bàn thắng, 4 cầu thủ khác nhau. Một pha ná Đại Bác cực đẳng cấp. Và cũng không ai ra ăn mừng với Đắc Công cả.
ghi bàn xong cũng không ai ăn mừng. Họ đang nghĩ là chiến thắng nằm chắc trong tay của mình rồi. Anh em 94 cứ bình tĩnh đi, tí nữa đánh cũng được. Không biết là anh 98 đang đánh trống để cổ vũ cái gì đây. 98 đang cổ vũ cho thủ 2000 ghi thêm bàn thắng thì phải. Cơ hội cho thủ 98. Phản công, đắc công, đắc công, không vào. Chưa có bàn thứ 10. Rất khó khăn này ở 98. Còn xin mời các chị em Zumba chuẩn bị đi ạ. Vẫn là ca thủ với 2K. Quá chủ động. Hai nghìn đang trên quá trình hoàn thành giấc mơ đủ bộ huy chương sau 3 mùa tham dự. Vàng bạc đồng đủ cả. Nhưng có một điều báo hiệu với họ là dấu hiệu của họ là đi xuống. Kinh tế là suy thoái với 2K. Mùa giải 2020 vô địch huy chương vàng. 2021 huy chương bạc. Và sau 2 năm dịch Covid 2023 trở lại, 2000 đang có cơ hội để giành huy chương đồng. Vàng bạc đồng đủ cả. Như thế này nếu như năm 2024 họ tiếp tục tham dự, khả năng sẽ là vị trí thứ 4 nếu đúng phong thủy. Cơ hội vẫn không vào. Không có bàn thắng gỗ à. Trong hiệp 2 dành cho thủ 1998. Quá đáng tiếc. Thay người bên phía 2K. Văn Thiền rời sân. Và Thuận Hiếu được tung vào sân. Văn Thìn và Tuấn Hiếu là hai cầu thủ có nghi án bán độ ở trận bán kết và bị đầy ải trên băng ghế dự bị. Bây giờ mới được vào sân. Đội trưởng Đăng Cường đưa ra những hình phạt rất nặng. Có lẽ không ai nghĩ là các thủ 2000 lại để thua 94 và thua đúng 1-0 rồi. Đặc nhiên
Ai vào sân đây? Vẫn không có bàn thắng dành cho Duy Hải. Cao thủ bên phía 1.000 998 đang cần một bàn thắng danh dự để chia tay giải đấu này. Thay người về phía Hải Ca, Xuân Saka rời sân. Fan hâm mộ của Arsenal này, người vào sân bây giờ là chủ trở lại đến từ Hữu Liêm. Hữu Liêm, họ đem vào sân để dồn bóng cho Đăng Cường huy chương vàng danh hiệu cá nhân đây. Chín bàn thắng có được, đang xếp trên cầu thủ của 2K2 hai bàn. Cơ hội có lẽ nhiệm vụ bây giờ của Đăng Cường là đứng một chỗ nhận bóng của đồng đội. Vâng, và như vậy là bàn thắng thứ 5. Tình nghĩa anh em có bền lâu không? Không thể có được 1.400.000 đồng. Vâng, Đắc Công là người cướp bàn thắng của Đăng Cường ở trên vạch 5-0. Khả năng sau bàn thắng vừa rồi thì còn xóa số điện thoại của nhau. Hủy kết bạn trên Facebook, không theo dõi nhau trên Telegram. Đến từ Đắc Nhiên và Đăng Cường, giữa Đắc Công và Đăng Cường. 5-0. Nếu như vừa rồi Đăng Cường ghi bàn thì có số tiền của anh là 1.400.000 đồng. Với 1 triệu đến từ anh Sang và 400.000 đồng của một khán giả giấu tên, 1.400.000. Và qua đó anh cũng sẽ hoàn thành một cú đơn Sima bàn thắng ở mùa giải Đồng Niên Mai Động lần thứ 3 này. Xin lỗi rồi, đây rồi. Vâng, không vào. Vẫn không cho phép. Nói cho nó vuông, Hữu Tha bảo là muốn ghi bàn vào lưới của anh phải xin phép hoặc là chia đôi tiền thưởng thì tính sau. Hữu Thao làm anh, và làm anh thì phải như vậy. Đây là cơ hội, Đăng Cường tiếp tục đối mặt, vẫn không vào. Có quyết định chia tiền nhanh còn kịp, hoặc là xin phép nhanh còn kịp. Chỉ là 9 bàn thôi. Cơ hội. Bàn thắng của Hữu Thao vẫn không đến. Hai cơ hội 10-10. Bàn thắng trên đến rất cần thì Đắc Công lại cướp mất. Và khi đối mặt hai tình huống liền thì Hữu Thao bảo đã xin phép anh đâu mà đòi ghi bàn. Phản công, lại là Đắc Nhiên. Cơ hội, Đăng Cường. Vâng, đá phạt. Cậu 99 thì bảo là không có thẻ. Chín chín giờ chỉ mong phạm lỗi thôi, chỉ mong tiếng còi của trọng tài thôi. Không thì trận này thì lỗ thì trọng tài.
còi đá phạt dành cho 2K. Vâng, chiếc thẻ vàng khi chưa được phép trọng tài đưa bóng vào cuộc. Vâng, 99 cười ngay. Hữu Liêm phải nhận thẻ vàng. Bóng được dồn cho Đăng Cường đã bị bắt bài, phản công. Vâng, hết lực. Duy Mạnh cũng đã hết lực rồi. Thời gian vẫn còn đủ để cho 98 có bàn gỡ hòa trong hiệp 2 này. Phản công 3-2, Đặc Cương vẫn không vào. Thay người bên phía 2000, Hữu Liêm rời sân và Luân Popa được tung vào sân. Vâng, to nhất trên sân luôn, vượt qua cả Nhiên Lukaku. Văn Trường. Pha dứt điểm thiếu đi độ sát thương đến từ 98. Khán giả đang đến sân ngày một đông hơn và hy vọng là các khán giả trẻ tuổi sẽ nhường ghế cho các bà, các cô và các ông. Đây, bàn thắng thứ 6 đã đến với các cầu thủ của 2000. Chưa biết ai ghi bàn cơ. Và như vậy là người ghi bàn là Thuận Hiếu, 6-0. Một set tennis. Sáu không, nhưng không phải Đăng Cường ghi bàn. Thay người bên phía các đội 98, Thuận Long vào sân. Sang 286 rời sân. Vẫn không vào. Vâng, Đắc Cường đã xin phép Hữu Thao chưa? Không thể ghi bàn thắng thứ 10. 1.4 vẫn đang chờ đợi Đăng Cường. Cơ hội như muối bỏ bể, nhưng pha bỏ lỡ khó tin đến từ cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở mùa giải năm nay. Phản công cho 98. Liên Hải không có bàn danh dự. Lại phản công. Vẫn chưa xin phép và chưa được ghi bàn. Vâng, Đăng Cường đặt vào một thế không thể không ghi bàn. Vẫn không thể ghi bàn được.
phản công cho 98. Cũng không vào. Vâng, Đăng Cường vẫn đang có một cái gì đó mà ám ở thời điểm mà treo giải Triệu Tư. Số 14 đúng là số 0 này. Đăng Cường vẫn không vào. Chỉ 8 phản công như Lukaku. Không có gì khó khăn cả. Vẫn không vào. À, nếu như có lẽ là cho Hữu Thảo bắt gôn sớm thì có lẽ là cao thủ 98 không thua đến 6-0 đâu. Thay người bên phía 2000. Đắc Công rời sân. Văn Thị lại vào sân. Người bên phía 98, Duy Mạnh đội trưởng của 98 rời sân, sang 286 vào sân. Một giải đấu hết lực hết pin đến từ Duy Mạnh. Hai phút bù giờ cho trận tranh 3-4. Tỷ số trên sân động khu phố Mai Động đang là 6-0. Đăng Cường vẫn đang không gặp may. Và cũng không ai treo giải thêm để phá đi số 14. Nó xấu đến mức như vậy. Đá phạt. Cũng đã có bàn thắng cho mình. 7-0 dành cho các thủ 2000. Bàn thắng thứ 10. 1.400.000 được trao về ngoài sân. Mà không biết là thủ môn của 98 đi đâu. Anh có đứng cao hơn cả hai hậu vệ. Lại bán độ rồi. Có lẽ là Đăng Cường đã xin phép Hữu Sang. 7-0. Và hết giờ. Xin chúc mừng Hữu Sang và Văn Cường đã có một trao đổi thành công. 7-0. Xin mời đại diện của các đội bên phía 2000 lên nhận tiền như là tài trợ.